cập nhật tin tức Hoa Kỳ và thế giới. Bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính sau. Cú sốc chính trị, đại diện kỳ cựu của đảng Dân Chủ Steny Hoyer bị đột quỵ ở tuổi 85. Cảnh sát trưởng California gây chấn động khi chỉ trích Kamala Harris vì quảng cáo biên giới giả mạo, tố cáo việc sử dụng hình ảnh trái phép. Cú bắt tay lịch sử, Elon Musk có thể trở thành vũ khí bí mật giúp Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ. Căng thẳng leo thang, Mỹ cảnh báo Iran sẽ phải trả giá đắt nếu can thiệp bầu cử. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị thân mến, trong một diễn biến gây chấn động, đại diện kỳ cựu của đảng Dân Chủ Steny Hoyer đã bị đột quỵ vào đêm Chủ nhật. Theo thông tin từ văn phòng của ông, sự cố này đã khiến chính trường Mỹ dậy sóng khi Hoyer, 85 tuổi, cần được điều trị y tế khẩn cấp. Người phát ngôn của Hoyer, Margaret Mokirin, đã xác nhận trong một thông cáo báo chí rằng vào đêm Chủ nhật, ngày 11 tháng 8, dân biểu Steny Hoyer đã bị đột quỵ, thiếu máu cục bộ nhẹ và đã tìm kiếm sự điều trị y tế ngay lập tức. Dù tình trạng sức khỏe của ông đã ổn định, với việc Hoyer đã phản ứng tốt với điều trị và không còn triệu chứng nào kéo dài, thông tin này vẫn làm dấy lên lo ngại trong giới chính trị về tương lai của một trong những chính trị gia kỳ cựu nhất đảng Dân Chủ. Mokirin cho biết thêm, ông ấy dự kiến sẽ tiếp tục lịch trình bình thường của mình vào tuần tới. Với sự nghiệp kéo dài hơn 23 nhiệm kỳ tại Hạ viện, Steny Hoyer đã trở thành biểu tượng của đảng Dân Chủ. Vào tháng 1 vừa qua, quyết định tái tranh cử của ông ở tuổi 85 đã gây bất ngờ cho nhiều đồng nghiệp. Và giờ đây, cú đột quỵ này càng làm gia tăng những mối lo ngại về sức khỏe và khả năng tiếp tục cống hiến của ông. Gia đình và đội ngũ của Hoyer đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các y bác sĩ đã chăm sóc ông trong thời điểm nguy cấp này sự kiện đột ngột này không chỉ là một cú sốc lớn đối với các đồng nghiệp của ông trong đảng cảnh sát trưởng california gây chấn động khi chỉ trích kamala harris vì quảng cáo biên giới giả mạo tố cáo việc sử dụng hình ảnh trái phép thưa quý vị thân mến cảnh sát trưởng california mike putrose vào thứ ba đã tỏ rõ sự phẫn nộ và mạnh mẽ chỉ trích phó tổng thống kamala harris vì đã sử dụng hình ảnh của ông trong một quảng cáo về biên giới mà không có sự cho phép trong cuộc phỏng vấn trên fox and friends burgess tiết lộ rằng ông xuất hiện trong quảng cáo chỉ vì harris đến để chụp ảnh nhanh và rời đi mà không bắt tay bất kỳ ai cảnh sát trưởng burgess không ngần ngại bày tỏ sự phẫn nộ tôi có thể nói rằng tại california chúng tôi mong chờ một người lãnh đạo thật sự ủng hộ việc thực thi pháp luật kamala harris không phải là người đó trong nhiều năm bà ấy đã không hề đứng về phía chúng tôi từ khi còn là thượng nghị sĩ công tố viên cho đến tổng trưởng lý Boudreau tiếp tục lên án quảng cáo của Harris là lừa dối, kể lại sự việc khi Harris tham dự một cuộc họp về một tổ chức buôn bán ma túy mà cảnh sát đã phối hợp với DEA. Bà ấy chỉ xuất hiện để phát biểu, không bắt tay ai, và nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Ông nói, việc tôi và các đồng nghiệp bị đại diện cùng Kamala Harris trong quảng cáo đó thật đáng thất vọng. Cảnh sát trưởng Tulare thẳng thắn tuyên bố ông không ủng hộ Kamala Harris, nhấn mạnh rằng bà có tiền sử không ủng hộ việc thực thi pháp luật và khẳng định rằng Donald Trump mới là người thực sự đại diện cho công lý hình sự và an ninh biên giới. Khi được hỏi về việc liệu Harris đã thay đổi quan điểm về vấn đề biên giới và các băng đảng, Putters dứt khoát, lịch sử không đổ dối, Harris không hề ủng hộ việc thực thi pháp luật hay đảm bảo một biên giới an toàn. Ông lên án sự thờ ơ của bà khi đối mặt với nạn buôn người và fentanyl tràn qua biên giới California. Một vấn đề mà ông cho rằng lẽ ra Harris đã phải hành động từ khi còn là tổng trưởng lý và hiện tại là phó tổng thống cú bắt tay lịch sử, Elon Musk có thể trở thành vũ khí bí mật giúp Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, tối ngày 12 tháng 8, trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến gây chấn động trên mạng xã hội X, tỷ phú Elon Musk và cựu tổng thống Donald Trump đã thể hiện sự đồng thuận đáng kinh ngạc về hầu hết các vấn đề quan trọng. Cuộc đối thoại này đã hé lộ sự ủng hộ gần như tuyệt đối của người đàn ông giàu nhất thế giới dành cho tổng thống Trump trong cuộc đua giành lại tòa Bạch ốc. Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Phó Tổng thống Kamala Harris, người gần như chắc chắn sẽ đại diện đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tới. Trong một khoảnh khắc quan trọng, Musk đã chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, gợi ý cho Trump cách xây dựng lập luận sắc bén hơn trước đối thủ Harris. Trước thềm cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump đã gây xôn xao khi quyết định quay trở lại mạng xã hội X, nơi ông chỉ đăng duy nhất một lần kể từ khi rời Tòa Bạch Ốc vào tháng 1 năm 2021 trong cuộc đối thoại, Trump không ngần ngại chỉ trích Harris là người có khuynh hướng cực tả và nghi ngờ về sự mờ ám trong việc bà Harris chưa từng thực hiện cuộc phỏng vấn nào kể từ khi thay thế Joe Biden trong vai trò ứng viên tranh cử. Elon Musk không chỉ đồng tình với ông Trump mà còn ca ngợi cựu tổng thống là con đường dẫn đến thịnh vượng, đồng thời chỉ trích Harris là yếu đuối. Với sức mạnh của mạng xã hội X mà Musk sở hữu, cuộc phỏng vấn đã lan tỏa rộng rãi tới ít nhất 1,3 triệu người theo dõi khắp nước Mỹ. Musk tự tin rằng nội dung này sẽ thu hút sự chú ý của ít nhất 100 triệu người Mỹ trong những ngày tới. Nhưng mong đợi của Elon Musk đã vượt quá gấp 10 lần khi tính tới thời điểm này, con số đã lên tới ngưỡng 1 tỷ lượt xem. Cuộc phỏng vấn giữa tổng thống Trump và Elon Musk trên X đã phá vỡ mọi kỷ lục lượt xem trên tất cả các nền tảng. Cuộc phỏng vấn đã bằng chứng rõ ràng cho thấy Musk và Trump đang đồng lòng. Các công ty của Musk như SpaceX và Tesla có thể hưởng lợi lớn từ các chính sách của chính quyền Trump nếu ông đắc cử. Thậm chí, Tổng thống Trump đã để ngỏ khả năng bổ nhiệm Musk vào một vị trí trong chính phủ, có thể là quỹ ban cắt giảm chi tiêu công. Mạng xã hội X của Musk đã cho Tổng thống Trump một sân chơi khác biệt so với các nền tảng truyền thông cánh tả, giúp ông thoát khỏi sự ràng buộc của chúng. Trong cuộc phỏng vấn, cựu Tổng thống Trump đã thể hiện lập luận mạch lạc và tập trung hơn vào các kế hoạch cho nhiệm kỳ thứ hai, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ các chính sách chi tiêu của Joe Biden và Kamala Harris đang thúc đẩy lạm phát và gây ảnh hưởng tiêu cực đến hàng triệu người Mỹ. Nhìn chung, cuộc phỏng vấn kéo dài 2 giờ đã hé lộ quan điểm chính trị thay đổi của Musk và sự quyết tâm sử dụng mạng xã hội X cũng như tiềm lực tài chính khổng lồ để hỗ trợ Tổng thống Trump tái đắc cử. Với cựu Tổng thống Trump, ông chắc chắn cảm thấy hài lòng khi có thêm một đồng minh quyền lực trong thời điểm quyết định này. Anh là một chàng trai tuyệt vời, anh đã làm một công việc đáng kinh ngạc, anh là nguồn cảm hứng lớn cho mọi người tổng thống trump không tiếc lời khen ngợi musk khi kết thúc cuộc phỏng vấn đánh dấu sự trở lại của một liên minh đầy tiềm năng trên con đường trở lại tòa bạch ốc căng thẳng leo thang mỹ cảnh báo iran sẽ phải trả giá đắt nếu can thiệp bầu cử thưa quý vị thân mến chính quyền mỹ vừa phát đi một cảnh báo cứng rắn đối với iran khẳng định họ sẽ sử dụng mọi công cụ có trong tay để buộc iran phải chịu trách nhiệm sau khi chiến dịch của cựu tổng thống donald trump bị tố cáo là đã bị tin tặc iran đánh cắp dữ liệu Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Verdan Patel nhấn mạnh trong tuyên bố hôm 12 tháng 8, những nỗ lực mới nhất nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ không phải là điều mới lạ đối với Iran. Đây là một phần trong chiến lược kéo dài nhiều năm nhằm làm suy yếu các nền dân chủ trên toàn cầu. Patel cũng cho biết, Mỹ đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công mạng từ phía Iran và khẳng định, chúng tôi có nhiều công cụ để buộc Iran phải chịu trách nhiệm và sẽ không ngần ngại sử dụng chúng khi cần thiết. Cảnh báo này được đưa ra sau khi Microsoft tiết lộ rằng, vào tháng 6 vừa qua, nhóm Min Sandstorm, một đơn vị tình báo quân sự của Iran, đã xâm nhập vào tài khoản của một cựu cố vấn để phát tán email chứa mã độc đến một quan chức cấp cao trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Microsoft không tiết lộ danh tính cụ thể của những người liên quan. Chiến dịch của ông Donald Trump sau đó tuyên bố rằng họ đã bị đánh cắp dữ liệu, bao gồm cả các tài liệu liên quan đến Phó tướng Gen Defense và cáo buộc tin tặc Iran đứng sau vụ việc dựa trên thông tin từ microsoft trong khi đó phát ngôn viên bộ ngoại giao mỹ đã lên tiếng cảnh báo iran mặc dù chưa xác nhận chính thức cáo buộc này cục điều tra liên bang mỹ fbi cũng đã vào cuộc thông báo rằng họ đang điều tra các cáo buộc của chiến dịch trump tuy nhiên phái đoàn thường trực của iran tại liên hợp quốc đã nhanh chóng bác bỏ các cáo buộc phủ nhận bất kỳ âm mưu can thiệp hoặc tổ chức tấn công mạng nào nhắm vào cuộc bầu cử tổng thống mỹ tình hình hiện tại cho thấy căng thẳng giữa mỹ và iran đang ngày càng leo thang với nguy cơ dẫn đến những hành động đáp trả quyết liệt từ cả hai phía